Remy là một chú chuột nhân cách hóa có nhiều năng khiếu thiên bẩm. Cậu còn có một người anh trai tên là Emin và còn cả người bố đang làm trưởng tộc của bầy chuột ở đây. Remy là một con chuột có khứu giác và vị giác phát triển vô cùng mạnh. Cậu có thể dễ dàng đánh hơi được thuốc chuột và những chất độc hại. Chính vì có năng khiếu này nên bố đã ra cho cậu nhiệm vụ kiểm tra độc của tất cả thức ăn của loài chuột để tránh không ai có thể ăn vào thuốc chuột mà chết. Và bố của cậu cũng vô cùng tự hào về cậu con tài năng này. Cậu cũng có một đam mê vô cùng lớn với bộ môn nấu ăn. Mỗi khi rảnh cậu lại xem đầu bếp Cắt Âu nấu ăn. Ông ấy là thần tượng và cũng là người truyền cảm hứng nấu ăn cho Remy. Người anh trai cũng vẫn luôn phụ giúp để em mình thỏa sức thực hiện đam mê. Remy bắt đầu kết hợp những gia vị lại rồi đem lên ống khói nướng. Hôm nay hai anh em sẽ trổ tài món nấm lùn nướng, nhưng đột nhiên xuất hiện một tia sét đánh trúng hai anh em họ. Cũng may vì tia sét đó cũng đã làm chín được món nấm nướng của họ. Hương vị quá tuyệt vời nhưng vẫn còn thiếu một loại gia vị nữa. Rồi họ đã vào trong nhà dân để lấy trộm thêm gia vị đó. Đúng lúc này chiếc tivi cũng đang chiếu thần tượng của Remy, nhưng đó không phải là chương trình nấu ăn như mọi khi, mà là để thông báo ông ấy đã qua đời vì nhà hàng của ông đã tụt 1 sao sau khi bị một nhà phê bình ẩm thực đánh giá món ăn quá tệ. Đúng lúc này bà lão chủ nhà cũng đã phát hiện ra hai anh em nhà họ. Bà vội cầm khẩu sóc lọ ra bắn giết hai anh em. Người em đã cảnh báo nhưng người anh vẫn cứ chạy lên trần nhà. Bà lão ngắm bắn theo người anh lát hết cả trần nhà bên trên, để rồi đến khi trần nhà nứt hết rồi cả lò nhà chuột đã rơi xuống dưới. Bằng này con biết bắn bao giờ mới hết, thôi cứ chạy trước đã. Thấy mọi chuyện không ổn, bố của Remy liền ra lệnh cho mọi người chạy ra sông. Nhưng Remy không chạy ngay và đã quay lại lấy cuốn sách nấu ăn của Gusteau. Lúc này bà lão cũng đã quay trở lại với bình phun thuốc chuột. Cũng may Remy đã kịp phi vỡ tấm kính rồi thoát chết trong gang tấc. Đàn chuột lúc này đã bắt đầu lên con thuyền tự chế rồi xuôi sông. Đến lúc Remy chạy đến nơi thì đã không kịp lên thuyền nữa. Cậu vội vàng lấy cuốn sách làm bè rồi đuổi theo mọi người. Đến khi chuẩn bị lên được thì bà lão đã bắn súng làm cậu bị đánh ra xa. Vì tính mạng của cả đàn chuột trên thuyền họ đành đi trước để lại mình Remy. Lúc này Remy đã chui vào được ống cống rồi bắt đầu đuổi theo họ. Nhưng trước mặt cậu lúc này là một ngã ba và cậu không biết họ đi hướng nào. Cậu cứ thế trôi theo dòng nước rồi dừng lại một chỗ để nghỉ ngơi. Remy vẫn luôn ở đây để đợi anh trai và bố quay lại tìm mình. Nhưng chờ cả mấy ngày trời mà chả thấy đâu. Những lúc chán nản như này cậu lại lấy cuốn sách nấu ăn ra để đọc. Nhưng nhìn những món ăn trong cuốn sách cơn đói của cậu lại kéo đến. Sau đó cậu đã leo theo đường ống cống để lên trên. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu đã vào một nhà hàng và thấy một mẩu bánh mì. Đúng lúc đang chuẩn bị cho vào mồm ăn thì Gusteau đã hiện lên và ông đã khuyên cậu đói cho sạch rách cho thơm. Tuy cơn đói không thể chịu được nhưng cậu đã quyết định không ăn nó. Vậy là cậu đành phải chạy đi tìm chỗ khác để kiếm ăn. Sau một hồi tìm kiếm và Remy đã tìm thấy nhà hàng của thần tượng mình. Bên trong nhà hàng lúc này vẫn đang tất bật chuẩn bị món ăn cho khách. Những đầu bếp ở đây cũng đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Từ khi Gusteau qua đời, Skinner đã lên làm bếp trưởng của nhà hàng này. Hôm nay đã có một cậu thanh niên tên Linguini đã đến xin việc ở đây. Tên bếp trưởng có vẻ không muốn nhận cậu nhưng vẫn phải đồng ý, vì cậu nhóc là con của bồ nhí của chủ nhà hàng này. Sau đó họ đã giao cho Linguini nhiệm vụ quét dọn căn bếp, còn Remy vẫn đang tâm sự với linh hồn của Gusteau trên mái nhà. Sau đó chú chuột đã nhận xét người vừa mới đến kia sẽ không làm nên trò chống gì, nhưng ý kiến này đã bị Gusteau loại bỏ ra khỏi người cậu, vì ông ấy cho rằng ai cũng có thể nấu ăn. Vừa nói xong thì cậu ta đã cho những gia vị lạ vào trong nồi súp. Remy cuống cuồng lên vì lo sợ anh ta sẽ phá hỏng nồi súp đó. Rồi ngay sau đó Remy đã vô tình bị rơi xuống bên dưới căn bếp. Sau đó cậu vội bỏ chạy để thoát khỏi để mọi người ở đây không nhìn thấy cậu. Lúc này Linguini đã nếm thử nồi súp và nó không thể nào nuốt được. Đến khi Remy chuẩn bị thoát được thì lại bị linh hồn của Gusteau ngăn lại. Ông ấy khuyên cậu nên quay lại sửa nồi súp vì đây là cơ hội duy nhất cho cậu. Sau đó Remy cũng đã quay lại và bắt tay vào cứu chữa nồi súp. Cậu bắt đầu cảm nhận mùi vị rồi cho thêm những gia vị còn thiếu vào trong. Đến khi cậu vừa hoàn thành nồi súp thì đã bị Linguini phát hiện. Đúng lúc này tên bếp trưởng chạy vào. Linguini vội giấu chú chuột vào trong chiếc rổ. Lão ta bắt đầu nghi ngờ Linguini phá hỏng món súp và bắt đầu chửi cậu. Đúng lúc này nhân viên đã vào lấy súp trong sự lo sợ của Linguini. Đến khi tên bếp trưởng nhận ra thì món súp đã được đưa ra ngoài. Hắn bắt đầu chửi bới rồi đuổi việc cậu nhân viên mới này. Rồi ngay sau đó vị khách vừa thưởng thức món súp đã tìm gặp bếp trưởng. Thì ra bà ấy tìm lão ta là để khen món súp hôm nay rất ngon. Tên bếp trưởng vẫn không tin rồi đích thân ông ta vào nếm nó. Mặc dù nó rất ngon nhưng ông ta vẫn đòi đuổi việc cậu nhóc. Nhưng việc này đã bị mấy đầu bếp ở đó ngăn lại, vì làm thế sẽ trái với câu nói của Gusteau rằng ai cũng được phép nấu ăn. Ông ta không thể chống lại đành phải giữ Linguini ở lại làm. Sau đó ông ta đã giao cho Colette kèm cặp cậu. Lúc này Remy bắt đầu chạy thoát ra ngoài nhưng đã bị tên bếp trưởng nhìn thấy. Sau đó mọi người quay lại để bắt chú chuột này lại. Rồi Linguini đã nhận nhiệm vụ đi tiêu hủy chú chuột này. Nhưng đến khi chuẩn bị vứt chú chuột xuống sông thì cậu đã nghĩ lại, vì cậu vẫn thắc mắc tại sao một con chuột có thể nấu ăn ngon như thế. Rồi Linguini bắt đầu than vãn về cuộc sống không công bằng này. Và cậu cũng vô cùng bất ngờ khi chú chuột này hiểu được tiếng cậu nói. Sau đó Linguini đã đề nghị Remy dạy mình làm lại món súp đó. Remy cũng muốn thoát ra khỏi cái lọ này liền đồng ý. Sau đó họ đã cùng nhau trở về nhà của Linguini, làm việc cả ngày và giờ cũng đã đến lúc họ cần phải nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì Linguini đã không thấy Remy đâu, không suy nghĩ nhiều cậu liền nghĩ chú chuột đó đã bỏ trốn. Nhưng khi đến nhà bếp thì cậu đã vứt bỏ mấy cái suy nghĩ vừa rồi, thì ra Remy dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Linguini. Đến lúc ăn xong thì cũng đã đến giờ đi làm, sau đó cậu đã giấu chú chuột vào trong người để đưa cậu đi làm cùng. Vừa mới đến nơi tên bếp trưởng đã bắt cậu nấu lại món súp như hôm qua. Sau đó cậu đã phải đưa Remy vào kho để bàn chiến thuật, họ sẽ phải tìm ra cách để cả hai phối hợp hoàn hảo khi nấu ăn. Đúng lúc này tên bếp trưởng thấy trong nhà kho có tiếng ồn liền đi vào, cũng may cậu đã kịp tắt điện rồi bỏ Remy vào mũ của mình. Và giờ Remy cũng đã phát hiện ra cách để điều khiển được Linguini, Remy sẽ điều khiển cánh tay của Linguini bằng mái tóc của cậu ấy. Sau đó hai người lập tức về nhà luyện tập để làm quen với cách phối hợp này, nhưng có vẻ nó cũng khó và để làm được những gì họ muốn. Họ luyện tập ngày đêm để đẩy tốc độ lên nhanh hơn, với sự quyết tâm chăm chỉ cuối cùng họ cũng đã thành công. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý và không có một chút sai sót. Đến giờ tên bếp trưởng cũng đã tin tưởng tay nghề của cậu, nhưng cậu chỉ giỏi một món và điều đó là chưa đủ. Và giờ cậu sẽ phải học thêm nhiều món ăn khác của nhà hàng này. Lúc này tên bếp trưởng đã đi vào phòng của bếp trưởng Gusteau. Hắn ta cũng đã nhìn thấy di chúc của ông ấy đang ở trên bàn. Khi đọc được những dòng di chúc này tên bếp trưởng vô cùng lo sợ. Trong di chúc nói sau 2 năm từ ngày Gusteau qua đời, nếu không có ai thừa kế thì nhà hàng này sẽ thuộc về bếp trưởng hiện tại. Nhưng tên bếp trưởng không hề vui vì cơ hội để ông thừa kế là rất thấp, vì người con rơi của Gusteau vẫn đang còn sống nhăn răng ở đây. Nhưng Linguini không hề biết mình là con của chủ nhà hàng này. Lúc này đã có một bàn khách đã chán ngấy những món ăn ở đây, và họ đã yêu cầu nhà bếp làm cho họ một món không có trong menu. Tên bếp trưởng nhận thấy đây chính là cơ hội để dìm Linguini xuống, nên ông đã yêu cầu cậu làm một món ăn vô cùng khó của Gusteau. Linguini vô cùng lo sợ, còn Remy lại thích thú với thử thách mới này. Sau đó Remy và Linguini liền bắt tay vào làm món ăn này. Với thính giác và tài năng cảm nhận hương vị vô cùng tốt của Remy, họ kết hợp với nhau và đã thành công làm ra món ăn đó. Đến lúc tên bếp trưởng cứ nghĩ nó sẽ thất bại thì họ đã nhận được lời khen rằng món ăn của Linguini vừa làm ngon xuất sắc. Sau đó những bản khác cũng thi nhau gọi món ăn vừa rồi, và họ lại tất bật chuẩn bị món ăn đặc biệt đó cho khách hàng. Buổi nấu ăn khá thành công và những đồng nghiệp cũng đã chúc mừng Linguini. Lúc này tên bếp trưởng cũng đã thấy trên đầu cậu có bóng dáng một con chuột. Cũng may lúc này Linguini cũng đã đưa Remy ra ngoài để cậu ăn tối. Đến khi quay lại tên bếp trưởng kiểm tra thì đã không còn thấy chú chuột đâu. Hắn không muốn bị mất mặt liền nói đó chỉ là đùa. Còn lúc này Remy đang ăn thì thấy bên cạnh có tiếng động gì đó. Cậu tiến lại gần và vô cùng bất ngờ vì đó là anh trai của cậu. Rồi cậu đã vào trong lấy những món ngon nhất để tiếp đãi anh mình. Sau đó anh trai đã dẫn Remy về gặp lại bố của mình, rồi mọi người cùng nhau vui chơi để chào đón cậu đã trở về. Nhưng có vẻ Remy không thích thú khi được đoàn tụ cho lắm, và giờ cậu cũng đã thông báo với bố mình rằng cậu sẽ không ở lại đây, cậu sẽ quay trở lại căn bếp để tiếp tục với đam mê của mình. Nhưng ông bố cậu không hề muốn cậu tiếp tục làm điều đó. Sau đó ông đã dẫn cậu đến một nơi để cậu biết sự thật rằng con người luôn tìm cách tiêu diệt bọn họ như nào. Đó sẽ là kết cục của bầy chuột khi chạm mặt với con người. Tuy có hơi sợ nhưng Remy vẫn giữ quyết định của mình, rồi cậu đã bước đi trong sự thất vọng của bố mình. Lúc này nhà hàng của Gusteau cũng đã lấy lại phong độ như xưa, nhưng tên bếp trưởng không hề vui vì khách hàng chỉ thích Linguini. Hắn cũng có tí an ủi vì hiệu lực của bản di chúc Gusteau chỉ còn lại 3 ngày nữa. Lúc đấy không có ai thừa kế thì hắn sẽ leo lên làm chủ nhà hàng này, sau đó sẽ đuổi cậu nhóc đầu bếp tài năng Linguini đi. Bên này chị đầu bếp cũng đã có tình cảm với Linguini, anh sẽ không phải đạp xe mỗi ngày và giờ anh đã được chị ấy đưa về nhà. Sáng hôm sau anh trai lại đến nhà bếp tìm Remy để xin ăn, nhưng anh ấy không đến một mình và đã kéo theo vài người. Sau đó cậu đã phải lẻn vào kho để lấy thức ăn nhưng cánh cửa đã bị khóa, rồi cậu lại phải lẻn vào phòng của Gusteau để lấy chìa khóa. Sau đó Remy đã phát hiện ra di chúc của Gusteau vẫn còn ở đây, cậu mở ra thì phát hiện Linguini được lập hồ sơ cùng với di chúc của Gusteau. Sau đó cậu đã đọc và biết được Linguini chính là người thừa kế nhà hàng này, nhưng từ trước đến nay không hề có ai biết thông tin gì về bản di chúc này. Chắc hẳn tên bếp trưởng đã giấu và không công bố nó với mọi người. Đúng lúc này tên bếp trưởng cũng đã đến, Remy vội cần bản di chúc rời đi. Hắn liền lấy xe rồi đuổi theo phía sau cậu. Sau đó Remy đã nhảy sang một con thuyền và hắn cũng đã nhảy theo. Hắn giật cậu từ con thuyền này sang con thuyền khác. Remy đã lấy tờ di chúc làm cánh bay xa hơn và hắn đã không đuổi theo được. Và cậu đã thành công trốn thoát khỏi tên bếp trưởng đó. Đến khi ông quay lại nhà hàng thì tờ di chúc cũng đã ở trong tay mọi người. Và giờ nhà hàng này đã chính thức thuộc về Linguini. Sau đó tên bếp trưởng cũng đã trở thành một kẻ thất nghiệp. Linguini cũng đã chuyển về sống trong một căn nhà to lớn hơn, và cậu cũng đã thành công chinh phục được chị đồng nghiệp. Linguini cũng đã trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Đúng lúc này một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng đã đến đây. Ông ấy chính là người năm xưa đã đánh giá làm cho nhà hàng này tụt 1 sao. Rồi ông đã hẹn tối mai quay lại để thưởng thức và phê bình món ăn của cậu. Lúc này tên bếp trưởng vẫn luôn ở đây để theo dõi động tĩnh của họ. Và ông ta đã phát hiện Linguini đang nói chuyện với một con chuột. Không cần tìm hiểu thêm và suy đoán của ông ta đã đúng. Đến nửa đêm bố của Remy đã kéo cả lò nhà chuột đến. Bây giờ họ đã không còn gì để ăn và Remy đã dẫn họ vào trong để lấy thức ăn đem về. Thật không may chuyện này đã bị Linguini bắt được. Anh ấy vô cùng tức giận rồi đuổi Remy hãy tránh xa nơi này. Vậy là hai người bạn đồng hành đã chính thức chia tay nhau từ đây. Hôm nay cũng đã đến ngày tiếp đón nhà phê bình ẩm thực kia. Không có Remy, Linguini tỏ ra vô cùng lóng ngóng. Còn Remy vẫn đang đứng từ xa để dõi theo anh. Và lúc này cậu anh vô tích sự của cậu lại tìm đến. Và sự bất cần của anh trai đã làm Remy bị mắc vào một cái bẫy gần đó. Không còn nghi ngờ gì và tên bếp trưởng chính là người đặt bẫy bắt cậu. Đến khi hắn rời đi thì bố và anh trai của cậu bắt đầu giải cứu cậu. Họ làm rơi hòn đá từ trên cao xuống làm tung cốp xe rồi trèo vào. Và họ đã thành công cứu Remy ra khỏi chiếc bẫy đó. Lúc này nhà phê bình kia cũng đã đến, mọi người liền bắt tay vào làm. Thiếu Remy, Linguini cũng không biết phải nấu ăn như nào. Vô số món ăn của khách hàng gọi nhưng không có ai biết làm nó. Linguini bất lực chỉ còn biết cách chạy ra ngoài. Đúng lúc này Remy cũng đã chạy đến trong sự ngăn cản của bố và anh trai. Đến khi mọi người chuẩn bị lao vào ăn thịt thì Linguini cũng kịp đến ngăn cản. Lúc này cậu cũng đành phải nói ra sự thật rằng từ trước đến giờ, những món cậu nấu ra đều là công sức và công thức của chú chuột này. Sau khi biết được sự thật, những người đầu bếp đã cùng nhau rời đi. Bạn gái của anh cũng vô cùng thất vọng và đã rời đi ngay sau đó, để lại một mình cậu và chú chuột ở lại căn bếp này. Nhưng vị khách bên ngoài cũng đã đợi đói meo hết cả mồm. Có lẽ đã đến lúc bỏ cuộc vì không còn có ai phục vụ họ. Sau đó Remy đã huy động cả lò nhà chuột đến. Đột nhiên lúc này có nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm đến để kiểm tra. Hắn ta thấy đàn chuột liền bỏ chạy. Sau đó chúng liền đuổi theo trói hắn lại rồi nhốt vào kho và tiếp tục làm việc. Những chú chuột bắt đầu rửa tay khử trùng để chuẩn bị nấu ăn, rồi chia ra thành nhiều đội để mỗi đội làm một công việc. Còn Linguini dùng đôi giày trượt ta tanh phục vụ mọi người với tốc độ thần thánh. Những chú chuột không biết nấu ăn nhưng nhờ sự chỉ đạo tài ba của Remy, họ cũng đã hoàn thành được những món ăn một cách xuất sắc. Lúc này bạn gái của anh cũng đã suy nghĩ rồi quay trở lại và vô cùng bất ngờ. Nhưng rồi cô vẫn đồng ý tham gia và làm phục vụ cùng với Linguini. Và họ cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng nấu ăn của chú chuột này. Giờ cũng đã đến lúc phục vụ món ăn cho những thực khách ở đây. Remy đã quyết định làm những món ăn đơn giản nhất để phục vụ nhà phê bình. Đến khi nhà phê bình cho món ăn đó vào miệng thì ông phê chữ E kéo dài. Và đây chính là hương vị tuổi thơ mẹ nấu cho ông ấy ăn. Ông cũng vô cùng hài lòng với món ăn của Remy nấu. Còn tên bếp trưởng lúc này đã bất ngờ lao vào nhà bếp. Sau đó hắn liền bị nhốt cùng với tên kiểm tra an toàn thực phẩm kia. Lúc này nhà phê bình ẩm thực vô cùng hài lòng với món ăn, nhưng ông đã cảm thấy khác thường vì đầu bếp bây giờ đã đi làm phục vụ. Lúc này Linguini cũng đã nói ra sự thật là mình không phải là người nấu món ăn đó. Sau đó ông ấy đã đề nghị được gặp đầu bếp. Hai người họ cũng đã đồng ý nhưng phải đợi đến khi khách hàng về hết. Ông cũng đã kiên trì và ngồi đợi cả mấy tiếng đồng hồ. Hai người cũng đã giữ lời và đã đưa Remy ra để cho ông ấy gặp. Sau đó Remy đã thể hiện lại quy trình của họ nấu ăn cho ông ấy xem. Và rồi ông ấy không biết nói gì ngoài câu cảm ơn vì món ăn. Và ông ấy đã dành cả đêm để viết những lời phê bình tốt đẹp dành cho họ. Nhưng có chuột trong nhà bếp là điều cấm kỵ đối với các nhà hàng. Sau khi thanh tra an toàn thực phẩm được thả, ông ta liền cho đóng cửa nhà hàng. Rồi Linguini đã chuyển sang kinh doanh một nhà hàng nhỏ lẻ hơn. Và đầu bếp chính của họ vẫn là chú chuột đầu bếp tài ba này. Nhà phê bình ẩm thực kia cũng đã làm khách quen của họ. Ông ấy vẫn luôn hài lòng với những món ăn mà Remy làm ra. Đàn chuột cũng đã được họ sắp xếp trong một chỗ ở sang trọng trên mái. Đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye!